Anh chị em thân mến, chúng ta về đây hội thảo chung với nhau. Và tôi biết rằng là anh chị em sáng sớm đến đây là cả một cái hy sinh lớn. Tối hôm qua có ngủ được không? Ngủ được không? À vậy tối qua ai ngủ được giơ tay lên xem nào. À chỉ được có một phần nào của hội trường, thế còn thì đa số là không ngủ được à? Thế không ngủ được thì làm gì? À đi hái trộm à? À đấy, tôi thấy ngay ngày hôm qua là anh chị em thực hành ngay. Thế ngày hôm qua chúng ta thấy, tôi thấy anh chị em quạt, tôi cũng quạt. À anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cái đề tài mà ngày hôm qua chúng ta đã có dịp chia sẻ với nhau. Rồi thôi các chị, các xím. Xím này chắc là đi hái trộm cây giỏi lắm đây. Rồi anh chị em thân mến, ngày hôm qua chia sẻ với anh chị em cuộc sống của Monica và người con của mình là Augustino. Thế thì bây giờ để hỏi ôn lại một chút xíu anh chị em xem có nhớ không nhé. Bà Thánh Monica trong suốt cuộc đời của bà hy sinh và khóc, nhưng mà cái khóc của bà là khóc cách nào nào? Khóc làm sao? À khóc trong hiện tại và khóc trong hy vọng. Trời ơi các chị giỏi thật. Ngày hôm qua nghe có một lần như vậy mà nhớ là tốt lắm rồi. À đấy, chúng ta có nhiều cái cách khóc, nhưng mà nếu khóc trong hy vọng nó khác, còn khóc bù lu bù loa nó khác phải không ạ? Và khóc ăn vạ nó khác phải không ạ? À đấy. À khóc mà chổng mông lên khóc thì cái đấy gọi là khóc thiếu thẩm mỹ. À không có tác dụng. À không có tác dụng, không có tác dụng. Rồi chúng ta thấy là cuộc sống của bà Thánh Monica, cả một cái cuộc đời dành cho cuộc sống của mình, cho chồng con của mình. Và người ta nói, chính Thánh Augustino nói là mẹ mình là một người rất ư là tế nhị, là một người làm sao anh chị em, hiền dịu và gì? Và đoan trang, à, đằm thắm, chữ đằm thắm. Và đằm thắm đây có nghĩa là gì nhỉ anh chị em? Chúng ta biết cách gia giảm tất cả những gia vị cuộc sống trong gì? Trong cuộc đời của mình. Đấy. Cho nên là chính vì biết cách làm như vậy mà hóa ra bà đã tìm ra được cái gọi là bí mật của cuộc sống, là bà mang cho tất cả gia đình của bà quay trở lại và tìm được cái nỗi, tìm được ân sủng của Chúa. Đấy. Là điểm thứ nhất. Từ điểm thứ hai nữa, giờ xem ai còn nhớ không? Bà Monica thì ông chồng của bà tên là gì nào? Có ai nhớ không? Tên là Patricio. Hay quá anh chị em, rất là hay. Bà, hai ông bà có bao nhiêu đứa con? Ba người con. À bao nhiêu trai bao nhiêu gái? Hai trai một gái. Đấy hay quá. Và bà mẹ này hay thật. Cuối cùng của cuộc sống của bà khóc cho chồng và khóc cho con, khóc cho niềm hy vọng, khóc cho chồng hơn 17 năm và khóc cho con cũng khoảng thời gian y như vậy, tức là trên dưới cỡ hơn 30 năm trời. Và trong cái khóc hy vọng đó mà bà đã chinh phục được tất cả gia đình về với Chúa. Và chúng ta thấy là hai người con mà ba người con sinh ra đó, cái người mà làm cho bà trăn trở đau khổ nhất là đứa con đầu tiên tên là Augustino. Và hai đứa con em của Augustino sau này chúng ta cũng được biết rằng là qua cái ảnh hưởng của bà thì không những họ sống, họ tìm được Chúa và họ còn có cái cuộc sống dâng hiến cho Chúa nữa, trở thành hai vị tu sĩ. Và sau này đã Thánh Augustino, ngày hôm qua chưa có dịp kể được hết, thì chính Augustino cũng được ơn trở lại và sau này trở thành một vị tu sĩ và một vị giám mục. Thành thử ra Monica có nhiều kiểu khóc, mà khóc làm sao mà bây giờ trở thành bà mẹ thánh thiện, được làm thánh, mà rồi thì trở thành bà cố nữa. Trời ơi, đẹp không anh chị em? Đẹp quá. Thánh Augustino. Augustino lớn lên, cuộc sống của mình bắt chước cuộc sống của người cha. Cho nên là cái lối sống phóng túng của Augustino là một lối sống ngông cuồng. Ông tự cho thấy ông có một cái điểm như thế này, là có cái tự do nào mà cái tự do đó nó phải ngoài Chúa hay không? Ông thách đố Chúa trong cái cách sống của ông đi tìm xem là cái tự do nào là cái tự do
mà người ta có thể tìm được mà nó ngoài trật tự, một cái sự tự do mà hoàn toàn cho chính mình mà không cần thiết là phải có Chúa ở đây. Và ông vất vả phải đi tìm những cái tự do đó. Thì chúng ta thấy là sau này ông viết cái kinh nghiệm về mình và ông kể lại khi còn trẻ thì ông làm gì nhỉ? Ông đã có một cái thái độ rất ư là, mình nói là tất cả những người trẻ nào thì ai cũng có cái kinh nghiệm đó là đi nghịch phá. Mà một trong những cái kinh nghiệm nghịch phá là gì? Đi hái cây của người ta, đi trộm cây của người ta. Và ông nói như thế này để chính cái kinh nghiệm mà đi phá và cái sự tự do phá phách đó nó dạy cho ông một điều như thế này. Đó là chẳng phải là bởi vì thích thú đi phá phách lấy được cây của người ta. Có thể đúng đấy. Nhưng mà có thể là bởi vì, không biết là tại vì mình cái sự hồi hộp và mình rình rập mình lấy được cái món quà của kẻ khác. Và mình cảm thấy cái tự do nó cho mình cái hứng thú. Và mình cảm thấy thỏa mãn với cái đó ấy. Nhưng mà sau này ông bà nó cũng không hoàn toàn đúng như vậy. Nó lạ như vậy. Và chính cái mà nó không hoàn toàn đúng như vậy sau này nó làm cho ông chăn trở. Hôm qua kể cái chuyện mà ông ấy đi hái cây, thì tôi có nói với anh chị em là hồi còn trẻ tôi cũng có cái kinh nghiệm gọi là đi bắt những người mà đi ăn trộm cây ở nhà tôi. À, thì có cái cây xoài đấy. À đấy. Thì ngồi canh cây buổi tối, mà đến lúc mà khám phá ra thì những con ma buổi tối mà đi hái cây thì toàn là ma, không phải giống đực mà là à, tôi không dám nói. Hóa ra là giống gái đấy. À, thế thì tôi kể cái câu chuyện đó cho anh chị em để mà chia sẻ với anh chị em thấy là chính những cái nhỏ nhỏ như vậy sau này đã chúng ta nghiệm lại để mới thấy cái cách làm việc của Chúa. Và tôi có nói với anh chị em như thế này này, là cuộc sống của Agustino, cuộc sống gọi là trác táng và ăn chơi phóng đãng đó, đi tìm cái tự do đó, thì nó giúp cho chúng ta nghiệm lại một cái kinh nghiệm như thế này. Đó là cái kinh nghiệm mà ai trong chúng ta cũng quen thuộc khi chúng ta tiếp cận với lời của Chúa. Đó là gì nhỉ? Đó là cái câu chuyện mà Chúa mời gọi chúng ta đi cái con đường gì? Đi con đường hẹp anh chị em ạ. Đấy. Và ai chúng ta cũng biết rồi, đi đường hẹp thì chúng ta cảm thấy khó chịu không? À, khó chịu lắm và nó vất vả. Cụ thể là bây giờ chúng ta đang đi đường gì đây? Đường hẹp đây này. À, thấy ai cũng coi làm sao? Quạt quá sức, không biết quạt có nổi từ giờ đến cuối giờ hội thảo không? Đấy anh chị em thấy, đi đường hẹp mà tìm được cái tự do trong cái đường hẹp đó, cái đó mới quý. Bởi vì nếu mà đi đường rộng mà chúng ta có thể nhắm mắt mà đi và có nghĩ mà nghĩ là đấy là cái sự tự do hoàn toàn của mình, thì đôi khi anh chị em thử coi lại, chính Agustino trong cuộc sống phóng đãng đã tập đi cái con đường đó và đã cho phép mình đi con đường đó, và ông cảm thấy cuộc sống trống rỗng, không tìm ra được một câu trả lời. Chính cái lúc đi đường hẹp là cái lúc mà chúng ta phải gọi là xoay sở. Người ta bảo cái khó thì nó làm sao nào? Cái khó thì nó làm sao? Nó bó cái khôn á. À đấy. Thế nhưng mà ngày hôm nay mình học cái bí mật khác á, là cái khó nó ló cái khôn. À, chứ không phải là nó bó cái khôn. Đấy. Các xím nhà mình thì chỉ có biết mỗi một phương thức thôi. Đấy. Cái khó nó bó cái khôn chà. À. Đấy, thưa anh chị em, đừng bao giờ để cho mình phải đi vào cái gọi là cái bó tay như vậy. Mà chúng ta phải cho phép mình ló lên, tức là một sự vươn lên luôn luôn và mãi mãi. Chính những cái lúc mà đường hẹp như vậy thì chúng ta mới cảm thấy được cái lời mời dấn thân và có một cái sự sáng tạo để cho chúng ta đi vào cuộc sống của người khác. Đấy anh chị em thấy. Thế thì anh chị em nhớ cái này này. Chính cái lúc mà chúng ta bắt đầu đi vào những cái chọn lựa mà nho nhỏ, mà khốn khó đó, chúng ta bắt đầu trưởng thành và có óc sáng tạo. Trưởng thành và óc sáng tạo. Không biết là anh chị em có nhớ không, ngày xưa, nói chứ xưa thì tôi nghe nó cũng có vẻ nó hơi lâu, nhưng mà tôi có cảm tưởng là nó cũng rất gần với một số anh chị em chúng ta, thế hệ chúng ta. Tôi nhớ sau năm 75 ấy, anh chị em có biết cái năm 75 không? À, đấy. Sau năm 75 ấy, thì cái gì nó cũng khốn khó hết ấy. Và cái khó thì nó bó cái khôn đấy. Đúng không anh chị em? Đúng đấy. Thế nhưng mà tôi thấy là sống dần dần quen rồi nó làm sao? Nó ló cái khôn. Lạ vậy.
Có một dạo người ta bị cái dịch gọi là dịch ghẻ đấy, không biết có nhớ không? À, ở đây có ai nhớ cái dịch ghẻ đó không? Ai nhớ giơ tay lên xem nào. Ồ, gãi nhiều à? Thôi đừng nói đến. Và tôi nhớ lúc bây giờ đó là đủ mọi cái bài thuốc người ta bày, nào là lấy nước xả xong rồi tắm cho nó khỏi gì, khỏi ngứa này, xong rồi nước gì, nước ổi này. Đấy, rồi thì đủ mọi thứ hết. Khốn khổ nhà tôi có cái cây xoài, người ta tưởng cây xoài cũng có thể chữa ghẻ được. Cho nên là buổi tối đã canh quả ở bên trên, rồi đến lúc mà mình canh được quả thì ở dưới thì cái cây của mình nó chốc gốc không còn tí gì. Bao nhiêu cái vỏ chung quanh cái gốc cây người ta lấy hết. Đến lúc hỏi ra là người ta cậy nó ra để đem về người ta nấu lên, xong rồi tắm xem là cho nó hết ngứa hay không. Đấy, anh chị em thấy. Thế nhưng mà cái óc sáng tạo đó đó thì đó là cái mò mẫm thôi, nhưng mà không có một tính chất khoa học nào cả. Thế mà người ta vẫn cố gắng, người ta đi tìm cho nhau những cái bài thuốc như thế. Rồi thì tôi còn nhớ những cái cảnh huống là trong thành phố lúc bây giờ đời sống khó khăn, nghĩa là gạo nước các cái, gạo củi không được mang vào trong thành phố. Còn nhớ những cái ngày đó không? Đó. Thế hình thử ra là phải ăn gì? Ăn bo bo. Đấy, nhớ như vậy đấy. À đấy. Rồi thì nghĩa là khoai mì nữa, nhớ không ạ? À, xong rồi độn khoai mì. Rồi phải đem, nhiều khi được bán khoai mì nhiều quá không làm gì được thì làm sao? Cắt xong rồi đem phơi ở trên gì? Trên nóc nhà, có nhớ không ạ? Đấy, trời mưa xuống một cái là chạy gần chết. À, nhớ những ngày đó không? Đấy. Thế thì anh chị em thấy những cái ngày đó là những ngày khốn khó như vậy. Mà trong những cái khốn khó đó có ai chết đâu. Mọi người đều gọi gọi làm sao? Cùng đi với nhau và làm sao? Cùng hỗ trợ nhau. Và trong những cái ngày tháng đó rất là khó khăn. Nhưng mà sau này khi gẫm lại thì tôi mới thấy cái niềm tin của con người, và nhất là cái sự sống mà chúng ta sống gắn bó với nhau, nó mật thiết hơn. Trong xóm của chúng tôi lúc bây giờ thì các ông thì không có ai ở nhà cả, mà toàn các xím thôi. À, xím nào bây giờ là cũng cứ phải gọi là lăn lộn đi buôn đi bán đó để mà nuôi con của mình. Rồi các con thì nheo nhóc thành từng bà, từng đời, từng bầy, từng đoàn như vậy. Tôi được cái nhiệm vụ là chăm sóc nguyên một cái đám trẻ ở trong cái xóm đấy, là bởi vì là lúc bây giờ thì các ông bố thì không ai còn ở nhà nữa, mà các bà thì phải lo đôn đáo để mà kiếm sống cho các con. Cho nên từ sáng sớm một cái là tôi cứ phải đem cầm cái roi đi hết bằng đấy nhà, gõ cửa. À, đến giờ rồi phải dậy mà đi lễ. À đấy. Thế mà nhờ đi lễ vậy mà bây giờ đứng đây chia sẻ với anh chị em đấy. Thế anh chị em, cái khó nó bó cái khôn. Và chính những cái hy sinh đó đó, con người ta bắt đầu với tới nhau. Cho nên bây giờ đó, Agostino ấy bắt đầu cảm thấy có một cái gì đó đang đánh động cuộc đời của mình. Làm sao con có thể biết được đây là cái chân lý mà sẽ cho con cái hạnh phúc? Là bởi vì cái tự do mà con đi tìm là một cái loại tự do con không bị ràng buộc, mà con không cần phải bận tâm đến những người chung quanh, mà cũng không cần bận tâm với lại gì, với Thiên Chúa nữa. Có một cái thứ tự do nào ngoài Thiên Chúa không? Đây là một cái trăn trở mà Agostino đi tìm. Mà ngày hôm nay đó, ai trong chúng ta cũng bị vướng cái này hết đấy. Không phải là chỉ có Agostino, mà ngay cả ngày hôm nay chúng ta vẫn bị vướng. Bởi vì cuộc sống mà chúng ta thấy, càng gọi là chúng ta thấy là cuộc sống của chúng ta, cái kỹ thuật nó càng cao đó, thì cái cuộc sống của chúng ta bắt đầu chúng ta lệ thuộc vào kỹ thuật nhiều hơn là chúng ta lệ thuộc vào những cái gì mà chúng ta gọi là gia đình này, những gì mà chúng ta gọi là tình người này, những gì mà chúng ta gọi là luân lý, những gì mà chúng ta gọi là cái tính chất người với nhau. Chúng ta mất đi cái đó. Cho nên chính vì vậy nó trở thành cái thách đố giống y như Agostino cách đây, nghĩa là cả ngàn năm trước như vậy. Thế thì cái tự do nào là tự do ngoài Thiên Chúa đây? Ông Agostino bây giờ lại vướng vào một cái câu hỏi khác. Và cái câu hỏi này làm cho ông cảm thấy vất vả, là bởi vì thế này. Khi mà ông sống ở trong cái cuộc sống nhỏ nhỏ trong cái quận, cái tỉnh của ông không đó, thì ông thấy rằng là ông có thể làm được mọi cái. Nhưng mà bây giờ nếu mà ông bung ra phía ngoài để mà học hỏi thêm thì ông thấy mình chưa biết gì. Vì vậy bây giờ ông muốn tìm để cách để tiến thân, trên chỉ còn một cách duy nhất thôi là chạy xa mẹ mình chừng nào tốt chừng đấy. Bởi vì bà này luôn luôn làm sao? Đi tìm ông vậy. Như thể là một Thiên Chúa đi tìm ông vậy. Thế thì có một cái kinh nghiệm khiến cho ông bắt đầu đi vào một cái xa ngã khác.
Ngoài cái sa ngã đời sống phóng túng mà chúng ta vừa nghe, nói đến phóng túng thì ai chúng ta cũng hình dung và hiểu được rồi. Thánh Agustino thì có một người phụ nữ sống với mình mà không phải là vợ của mình. Tôi có kể cái đó chưa anh chị em? Ngày hôm qua có người hỏi tôi mà sao ông này ông có bà mà nghĩa là ở với bà này mà không có phép tắc gì cả, mà sau này nghĩa là được làm tới ông giám mục cơ mà. Tại sao cái cơ hội đó nó không được đến với con vậy cha? Để xem nó có đến hay không thì mình sẽ bắt đầu tìm hiểu sẽ thấy. Thế thì chúng ta thấy nhá, cái đời sống phóng túng đó nó làm cho ông cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Và cái cô đơn đó thì ông lại càng dính vào thêm những cái chuyện về xác thịt, giống bố mà à. Và ở với lại người bạn tình của mình, đẻ cái đứa con ra và đặt tên nó là gì? Adeodatus, có nghĩa là gì anh chị em? Món quà gì? Cho Chúa, chứ không phải món quà của Chúa. Đây là món quà gì? Cho Chúa. Một cách nào đó đó, trước cái thời đoạn mà ông tìm ra được Chúa đó, thì có thể đây là một kinh nghiệm ngạo mạn. Nhưng mà nếu sau này mà chúng ta nhìn lại một cái quãng đường trăn trở để đi tìm Chúa, và Chúa tìm ông mà ông không nhận ra, mà ông biết sau này rồi đó, thì nó quá muộn màng, nhưng mà thà muộn còn hơn không. Thì ông mới gẫm lại, ông mới thấy điều này. Ông gẫm lại để ông mới thấy điều này. Đó là chính cái món quà ngạo mạn đó, đúng đó, món quà cho Chúa đó, đứa con ngoại hôn đấy, người phụ nữ mà con sống trác táng đó đó, thế mà chính Chúa, lòng nhân từ của Chúa, thay vì đoán phạt con, thay vì làm cho cuộc đời của con trở thành một người không còn ra cái gì nữa, thì Chúa lại dùng chính cái lời nói ngạo mạn đó và biến nó để trở thành món quà cho Agustino. Đấy anh chị em nói nhá, chớ có bỡn cợt với Chúa. Chúa hay làm những chuyện lạ lùng lắm đấy anh chị em ạ. Đó. Nói theo cái ngôn từ ngày hôm nay tôi nói á, cứ việc chạy trốn Chúa cho đã đi, chỉ có nước mà chạy đằng rời. Chạy đi đâu Chúa cũng kiếm được hết. Thế thì ông vướng vào cái này. Đây là ông bắt đầu nghiệm ra điều này. Thế thì bây giờ cuộc sống phóng túng và tự do của tôi đó, nó cho tôi cái tự do, nhưng mà nó không cho tôi được cái hạnh phúc mà tôi cảm nhận được thường ngày. Để rồi cuối ngày tôi cảm thấy là đây là cái tôi có thể thỏa mãn sống hết cuộc đời của tôi. Và khi nghiệm cái điều đó mới bảo là có thể là tại vì mình sống phóng túng quá chăng? Có phải là tại vì cuộc sống của mình chối từ cái mà ta gọi là một chân lý có Thiên Chúa, mà chúng ta loại trừ Ngài ra, để rồi cái hệ quả lớn nhất là mình trống rỗng và cô đơn vậy chăng? Chắc có lẽ mình phải sửa đổi chăng? Và nếu mà tôi sửa đổi thì tự dưng tôi cảm thấy một điều như thế này. Đó là những lúc tôi muốn trỗi dậy lên khỏi cái tính xác thịt yếu đuối của tôi, những lúc mà tôi cảm thấy là có lẽ tôi nên tập ăn cơm, mà ngay cả ăn cơm nguội chăng nữa cũng nên ăn, còn hơn là đi rình rập mà đi ăn gì? Đi ăn trộm. Đấy. Có lẽ là tôi thà tôi đem tôi ăn trong cái sự đau khổ và chân chất của cuộc sống tôi, còn hơn là chính tôi đi tìm cái sự rình rập, ăn những món ăn mà người khác chọn cho tôi, nó xa xỉ mà nó không phải cái của mình. Và trong những lúc đó lòng ông chăn trở lắm, bởi vì thế này ông bảo là những lúc mà tôi trỗi dậy đứng lên khỏi tính xác thịt của tôi thì tôi có một ý chí mạnh mẽ và tôi muốn làm điều đó. Nhưng mà 3-7-21 ngày như cóc bỏ đĩa vậy, mới làm được vài ngày thì bắt đầu làm sao? Lại xìu xìu. Và chính cái lúc đó ông bắt đầu cảm thấy khốn khổ và ông đặt câu hỏi này. Có phải chăng trong người của tôi nó có hai nội lực? Một là một nội lực hướng tôi làm tất cả những việc mà tôi cảm thấy nên làm, và có lẽ nó sẽ dẫn tôi đến cái hạnh phúc chăng? Đó là làm những điều tốt lành, hay nói cách khác làm trong cái mà có Chúa trong cuộc đời của tôi. Nhưng mà cũng bỗng lúc tôi thấy trong nội lực của tôi nó có một cái ý hướng là làm những cái điều gọi là xấu xa, điều mà tôi biết rõ là nếu tôi cứ tiếp tục sống phóng đãng và trác táng và những ngày qua tháng đoạn như vậy, nó sẽ làm cho cuộc đời của tôi tàn phá. Và lúc nào đó sự trống rỗng vẫn hoàn toàn trống rỗng, nhưng mà tại sao cái nội lực đó nó vẫn nằm trong tôi? Như vậy là như thế nào? Ông lấn cấn cái này. Đây anh chị em thấy nhé,
tập ăn cơm nguội nó khổ không anh chị em? Khổ không? À, không hả? À, ở bên Mỹ này thích ăn cơm nguội không? Ở đây ai thích ăn cơm nguội giơ tay đi xem nào. À, lúc hỏi ra tại sao để thích ăn cơm nguội, bảo thưa cha là đi làm muộn về nhà vợ con đi ngủ hết rồi thì bây giờ phải lục cơm nguội ăn thôi, đúng không ạ? À đấy. Nhưng mà thưa anh chị em, nếu mà nói theo ngôn từ của Agostino nhá, tôi nói khuyên các anh nhé, cho dù vợ đi ngủ chăng nữa mà con nó đi ngủ chăng nữa, cho dù cuộc sống nó lặng lẽ mình vất vả, mà cái hy sinh nó có giá sau này để về sau mình hãnh diện, chứ đừng có ngồi ở đây mà trông núi bên kia. Có nhà mình á, có nhà thì ở nhà mình á. Chả thế mà người ta vẫn gọi làm sao vợ mình là nhà tôi, có nhớ không ạ? Nhà tôi thì ở nhà của mình, thì tôi ở cái nhà của tôi, chứ đừng có ngồi nhà mình mà cứ ngó nhà người khác à, để khen nhà người khác đẹp hơn à, bảo nhà mình xuống cấp, không, đó không nên à. Làm sao lại vỗ tay vậy? Hay quá à, có gì đâu hay đâu. À, nó đúng quá à. À, nhưng mà anh chớ có nói to nhá, tối nay sẽ là đêm dài nhất cuộc đời anh đấy nhá. À, khá chừng đấy nhá. Nhá đấy, phải nhớ như vậy. À, nhà mình thì lo ở trong cái nhà của mình, đừng có bao giờ ngồi trong nhà mình mà tấm tắc mà cứ khen nhà người khác đẹp rồi nhà mình xuống cấp, hay là đôi khi lại còn có cái ý nghĩ là đi lộn nhà à. Cái giống cái đó mới là cái tội to à, phải nhớ cái điều đấy. Nhớ như vậy, vợ vẫn là vợ, yêu thương vẫn là yêu thương. Trong tất cả mọi cái nó đều có cái sự hy sinh và lớn lên trong nó. Nên nhớ cái điều này nhé. Vợ của mình dù sao chứ nó vẫn là cái gọi là vợ là món quà Chúa ban cho mình. Và chồng cũng vậy, là món quà cho mình. Nhớ như vậy nhá. Mặc dù vợ là cơm nguội của ta, nhưng mà là gọi là cái món xa xỉ của thằng cha láng giềng à. Cho nên nhớ như vậy à. Sao lại cười? À thằng bé nó cười quá à, lại chua này. Ê, dù lại chua này. Cha lại không ngờ là con ngồi ở đây con lại cười thế cho bố con thế kia thì. Thế thì chết thật. Cho nên nhớ như vậy, vợ là cơm nguội của ta nhưng mà là hải sản của thằng cha láng giềng. Cho nên nhớ như vậy, đừng có bao giờ mà ngồi núi này mà trông núi khác. Luôn luôn là phải nhớ như vậy. Và chính cái đó, Agostino khám phá ra cái này. Tại sao trong con người của tôi cùng một lúc có hai cái nội lực? Một nội lực hướng về Chúa và một nội lực hướng về gì? Sự dữ, bóng tối. Làm sao con biết đây? Làm sao con biết để con có thể lớn lên đây? Cho nên ông đặt vấn đề ra là nếu như bây giờ tôi quay trở lại mà tôi kết với Chúa của tôi như mẹ của tôi là người vẫn kết với Chúa của tôi, mẹ khóc trong niềm hy vọng, mẹ khóc liên lỉ, mẹ khóc trong hiện tại, mà nếu đó là một chân lý thật sự cho tôi chăng nữa đó, thì đặt câu hỏi như thế này: liệu Thiên Chúa đó có phải là Thiên Chúa hoàn toàn chiếm lĩnh được cuộc đời của tôi không? Và nếu Ngài chiếm lĩnh cuộc đời của tôi thì tại sao trong tâm hồn của tôi vẫn có những lúc sầu buồn? Có những lúc mà tôi nghĩ đến cái quá khứ tội lỗi của tôi lại thèm thuồng. Có những lúc mà tôi cảm thấy biết là xấu xa mà tôi vẫn hướng về nó. Và đó là cái tâm trạng của Agostino khi nghĩ lại cái chuyện lúc còn bé đi hái trộm cây của người ta. Và bây giờ lớn lên, mặc dù cái quả mà mình đi hái của người ta chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mà nghĩ lại mới thấy được cái sự xấu hổ về nó, cái đau khổ trằn vặt về nó. Là bởi vì nó sâu xa hơn, nó dạy cho ông thấy là sự tự do mà tôi chọn đó, nó không phải là một cái tự do chính đáng. Mà khi chọn sự chính đáng thì tôi lại phải đối diện với bóng tối. Điều mà tôi không muốn làm, nó vẫn thống lĩnh trong cuộc sống của tôi. Cho nên ông cứ phải gọi làm sao, chạy qua chạy lại. Cho nên tôi nói thật với các xím như vậy này. Các xím đừng có ngồi ở đây mà thỉnh thoảng gặp các cha mà lấy Chúa thôi. Chồng của con nghĩa là bây giờ lại bắt đầu đi gọi là đi chỗ nọ chỗ kia rồi. Đấy, đấy xỉn rồi. Đấy. Hay là đi tìm bổ nhí rồi. Đấy. Mà ngồi đâu đó mà cứ than vãn như vậy đó. Thì tôi xin lỗi các xím như vậy nhá. Nhiều khi tôi thương các xím lắm. Mà nhất là đi vào tòa giải tội thì tội mình không bao giờ xưng được, xưng tội chồng mình thôi à.
Có cái lạ là đi xưng tội, tôi thấy các ông đi vào xưng tội rất lẹ, cậy miệng cũng không nói. À, nói vắn tắt. Mà nói cái gì cũng vậy. Đâu có chuyên môn là đi lòng vòng, đi những cái tội mà gọi là chẳng có đâu vào đâu cả, để cho cha buồn ngủ, cha ngủ gật một phát thì mới vào tội chiến. À, xong rồi bảo thưa cha con xưng rồi. À, thành thử giải tội cho các ông nghĩa là lẹ lắm, không có gọi là dài dòng bao giờ. Nhưng mà các sĩ mà vào tòa giải tội lạy Chúa tôi bắt đầu nghe từ thuở tạo thiên lập địa. Nhiều lúc tôi cũng gọi là muốn gọi là an ủi các sĩ mà nhiều khi thấy cũng phát sốt ruột đi. À, nhiều khi mình cứ ngồi đấy mình cứ than vãn. Tôi kết luận điều này: nếu các sĩ hiểu được tâm trạng của người chồng của mình và đứa con của mình, và nếu đặt mình vào trong cái địa vị mà Agostino đã học hỏi và tìm được đến Chúa, các sĩ sẽ khám phá ra một cái quyền lực mà Chúa ban cho mình mà mình từ hôm nọ hôm nay đến mình bỏ quên. Đó là hãy khóc trong hiện tại và khóc trong hy vọng, ở cái chỗ là đừng bao giờ mang quá khứ vào đó nữa. Bởi vì bao lâu mà mình còn sầu buồn, bao lâu mà mình vẫn còn quyến luyến và nghĩ đến những cái đau khổ do chồng mình hoặc do con mình tạo nên, bao lâu mà ta vẫn còn lấn quấn vào những cái chuyện đó, là bấy lâu chúng ta cho sự giữ quá nhiều quyền hành. Chúng ta cho sự giữ quá nhiều quyền hành. Một ngày Chúa cho 24 tiếng đồng hồ, thì chúng ta tỉnh thức để mà làm và sống cho mình giỏi lắm được khoảng độ 12 tiếng, có thể 14 tiếng. Mà trong 14 tiếng đó mình có bổn phận phải làm, thì còn lại bao nhiêu tiếng cho chính mình. Thế mà cứ lẩn quẩn, cứ bảo thưa cha con cầu nguyện cho chồng con, xin cha dâng lễ cầu nguyện cho gia đình con. Cứ phòng sư này đến phòng sư khác đưa cho cha mà cầu nguyện, mà cứ mỗi lần xuống lại thưa cha, cha cầu nguyện thế nào mà chưa thấy sự gì đổi cả. À, lắm lúc tôi cũng sốt ruột. Tôi không biết là xí muốn ý nói gì đây, hay là muốn gọi là xin discount à? À, hay là muốn refund? Ra lại vỗ tay. Chuyện buồn cười vậy, cứ bắt đầu lấn quấn chuyện quá khứ. Bắt chiếc bà Monica và bắt chiếc cái chỗ tinh tế nhận ra cái hành trình của đứa con của mình, hay là Agostino trong cuộc đời của mình, bằng cách là từ khước đừng để những cái đó nó vào trong tâm trí của mình. Bao lâu còn lấn quấn ở trong đó là bấy lâu mình cho sự giữ vào trong cuộc đời của mình nhiều quyền quá sức. Chính những lúc mà mình bị vấn vương trong tâm tư đau khổ, những lúc mà chúng ta cảm thấy phiền lòng, những cái đêm mà các chị phải ngồi khóc rất lâu cho con và cho chồng, và những đêm đó nói với Chúa điều này, lạy Chúa có biết không? Chúa có biết là Chúa cho con được cái khoảng khắc này để con nói với Chúa là con đau lắm không? Chúa có biết rằng là trong nỗi đau khổ này con ao ước được sự hiện diện của Chúa không? Thế mà Chúa đi đàng nào để con một mình ở đây trong cái nỗi trống vắng của con? Bây giờ Chúa có xuống đây ngồi với con không thì bảo. À, hôm nào thử nói vậy xem, Chúa sẽ làm phép lạ cho mà thấy. À, và khi nói được điều đó với niềm tin, mà nói với tất cả cái mà chúng ta gọi là sự hy vọng của mình, Chúa sẽ hé mở điều này này. Chính trong cái chất độc, chính trong cái mình gọi là cái nọc độc của tất cả những cái gọi là trác táng, ăn chơi, những sự mà chúng ta cảm thấy phá hoại về luân lý ở nơi gia đình của mình, chính như lúc đó nó cho mình một lời mời: vậy thì ngày hôm nay con có dám khước từ nó và đừng để nó đi đồng hành với con quá nhiều trong tâm tư của con hay không? Con có dám sống cho niềm hy vọng và nói như Monica nói là ngày hôm nay là ngày hôm nay, và ngày hôm nay chẳng phải là ngày hôm qua, và ngày hôm nay nó sẽ mở đường cho những hiện tại sẽ đến cho ngày mai, và nó sẽ khá hơn, lạy Chúa. Và nếu dám sống như vậy thì mỗi một ngày Chúa lại bơm cho ít xăng, tức là cái xăng của nội lực, cái xăng của cái niềm tín thác và trông cậy để được ở cùng với Chúa. Và qua cái đó dần dần mình bắt đầu làm sao giã từ sự giữ và đừng để nó nhiều quyền hành quá trong lòng của mình. Nhớ như vậy. Thế thì bây giờ nói như vậy thì các xím nhà mình có chịu không đi bảo này?
chịu không? À đấy, đấy. Vậy từ giờ trở đi là dứt khoát nhá, không có mang cái chuyện đó trong tâm tư của mình, mà cũng không mang cái đó mà đổ vạ cho Chúa bằng cách là lạy Chúa tôi làm khổ các cha giải tội nhá. À, vô trong tòa giải tội là dứt khoát không có để những cái đó nó vướng bận mình nữa nhá. Và nếu cần mà phải gọi là nói nó bảo lạy Chúa, thưa cha, con là kẻ có tội, nhưng mà lão già cũng lắm tội. À, nhưng mà giờ đây con ngồi đây thì con không kể tội cái lão đấy, bởi vì kể nó ra thì nó lớn hơn con. Thì bây giờ con kể những cái gì mà nó thuộc về con. À, mà cha tha cho con được thì như vậy lão già kia sức lực và những cái bóng tối của lão đó cũng không có quyền trên con nữa. Nói cái đó mình đi xưng tội về mình mới cảm thấy gọi là đầy cái ơn của Chúa. Công nhận không ạ? À, cho nên đấy nhớ nhá, khóc theo kiểu Monica là không có cái khóc bù lu ăn vạ nhá. Đấy. Thế thì chúng ta thấy một điểm như thế này. Agostino bây giờ bắt đầu đặt lại vấn đề. Và cái vấn đề nó chăn trở cái chỗ này, liệu có thật là có một Thiên Chúa đầy quyền năng hay không? Thế thì khổ một cái là bây giờ như vậy này. Ông cứ lấn ca lấn cấn như vậy, lúc thì ông sao? Lúc thì ông theo cái hướng mà Chúa mời gọi ông, thì ông bắt đầu làm sao? Ngã về chiều lành và ông bắt đầu cải sửa. Nhưng mà chỉ được ít lâu thì làm sao? Ông lại làm sao? Quay trở lại luyến tiếc và đau khổ. Và cái này nó răng rải cả đời ông đó. Nhưng mà cái khôn ngoan mỗi một năm nó dạy cho ông lớn lên. Ông mới cảm thấy một điều như vậy này, đúng đấy. Cũng cùng một cái tội đó, cũng cùng một yếu đuối đó, cũng cùng một cái xác thịt mà làm cho con trăn trở đau khổ đó. Nhưng mà sự hiểu biết của con về chính con nó lại khác. Cũng một cái tội đó, như cóc bỏ đĩa vậy, con có thể xưng với lại vị linh mục. Tôi đang nói với anh chị em và cả các anh chị em trẻ nữa. Những cái yếu đuối đó nó có thể đến, rồi nó đi, rồi nó quay trở lại. Nhưng mỗi một lần mà chúng ta dám sống cho hiện tại và niềm trông cậy vào Chúa, thì mình có sự hiểu biết hơn về chính mình. Cái hiểu biết đó nó khác. Nó không có giống như cái cũ nữa. Và như vậy thì bây giờ tôi mới hé mở cho anh chị em thấy một cái khía cạnh khác, đó là làm sao con biết. Thế thì bây giờ hỏi nhé. Cái chữ biết mà chúng ta nghe ra thường thường trong chữ tiếng Việt đó, thì nó hay đi đôi với chữ gì nào? Chữ gì? Chữ hiểu. Phải không ạ? Hiểu, biết. Đấy. Cho nên là biết thì phải cho mình cái sự gọi làm sao? Hiểu về cái điều mình biết, đúng không ạ? Chứ còn biết không đủ chưa? Biết không có thích không? Biết không có thích thú gì không? Không. Bây giờ hỏi đấy, bao nhiêu năm ở với nhau như vậy, có biết nhau chưa? Cái này hơi nguy hiểm ấy. Hỏi có biết nhau chưa mà chưa. Ồ vậy đấy. Năm lúc giao hội cứ phải dạy đi dạy lại, dạy có mỗi bài học là phải trung tín với nhau cho đến suốt đời. Mà khổ thật. Bây giờ không biết nhau, thôi cho con chọn lại đi. À. Có biết tính chồng mình không? Biết không? Có biết tính vợ mình không? Có biết con mình không? Có biết có mấy đứa không? Tôi không tiện nói ra đây, trong gia đình tôi có một bà bác. Chúa tôi mỗi một lần hỏi, khách đến nhà hỏi gia đình hai bác được bao nhiêu cháu. Dạ thưa hai bác, Chúa cho 14 đứa. Mình cho thì không nói, cứ đổ Chúa cho. Cái này là vượt chỉ tiêu ấy. À, Chúa thì có 12 chi tộc mà bây giờ đẻ tới 14 ấy. Vượt chỉ tiêu ấy. Xong rồi thỉnh thoảng queo vào đến nhà tôi thì cứ gặp gia đình tôi, thầy mẹ tôi, xím ạ, chú ạ, đông quá, nhiều khúc đến giờ cơm không biết đứa nào ở đứa nào. Có lần thì hỏi bằng đấy đứa đến giờ cơm thì nó ngồi cả ở đấy, nhưng mà có hai đứa không có ở đấy mà không biết nó đi đâu. Đến lúc buổi tối nó em nó về, nó đói, nó bảo cho nó ăn thì nhìn bảo mày con nhà ai vậy, không nhận ra.
Đến nỗi con mình mà không nhận ra tên mà cũng không biết là tên là gì nữa đấy, đấy mới khổ đấy. Thế thì anh chị em thấy là nó rất là vất vả. Thế thì bây giờ đó, cái biết đó, biết chồng mình, biết vợ mình, nhưng mà có hiểu chồng mình chưa? Có hiểu vợ mình chưa? Có không? Đấy, tôi hỏi cả hội trường, cả bao nhiêu ngàn người như vậy. Mà khi hỏi câu đó thì tất cả mọi người vẫn lưỡng lự. Đấy là đủ cho chúng ta hiểu và cảm thông được cái nỗi, cái cuộc hành trình dang dài mà Thánh Agustino phải trải qua đây anh chị em. Cho nên là con biết thì con biết nhiều lắm, nhưng mà con chưa hiểu được những điều con biết. Bởi vậy về sau này đó, một cái câu nói rất thời danh của Thánh Agustino là gì? Xin Chúa cho con biết Chúa, nhưng xin Chúa cũng cho con biết con. Biết Chúa, biết con là con hiểu ra chân lý. Đấy. Nếu mà anh chị em để ý nhé, mà học tiếng Pháp hay là học tiếng Tây Ban Nha thì hai cái chữ hiểu, chữ biết nó cũng hai cái động từ khác nhau. Một đàng là savoir, tức là sự hiểu, cái biết do cái hiểu mà ra. Còn một cái là connaître, tức là tôi biết. Hỏi bây giờ có biết có biết người đó không? Biết. Cũng giống như bây giờ hỏi tôi có biết có ba ngôi đang đứng ngoài kia không? Nhìn ra đây thấy có ba người mới nói cái họ nhìn nhau. Như ba ngôi Thiên Chúa nhìn nhau, chiêm ngắm nhau vậy. Đấy là ba sơ đấy. Không biết đi dự hội thảo giờ nào mà giờ này mới đến đứng mé ngoài cửa đây kia. Cho những người mà xém xém cửa thiên đàng này một tràng pháo tay đi. Đấy, đấy. Chỗ nào có các sơ cho chỉ cho tôi biết xem nào đâu rồi. Kia rồi ạ. Tôi thấy ra rồi, sơ đấy đang ngồi gì đấy, tôi nhận ra rồi, sơ đấy là một trong bốn ma ca, ma mà không phải ma được đấy. Mà đêm đó mà lên xong cái đến lúc nhìn ra bảo ô, nhận ra rồi, đấy, bây giờ làm sơ đấy. Sao lại cười? Đấy anh chị em, biết, nhưng mà hiểu về người đó là cả một chuyện khác. Và muốn hiểu ai thì phải hiểu bằng cách nào đấy thưa anh chị em? Hiểu ai thì phải hiểu cách nào đây? Agustino bây giờ ao ước được hiểu Chúa lắm. Agustino có một cái sự thông minh mà Chúa ban đặc biệt, trí chi của ông rất tốt. Nhưng mà bây giờ ông muốn hiểu về cái trí chi mà ông có về Chúa, đây là cả một gian nan. Cho nên bây giờ ông lại ngã vào trong một cái bè rối, khổ vậy, giờ đi theo một cái bè rối. Mà cái bè rối đó ngày hôm nay nếu mà anh chị em để ý nhá, nó cũng rất tinh vi và nó sống đây ở trong xã hội của chúng ta, mà các bạn trẻ cũng sẽ nhìn thấy cái này. Cái bè rối đó là một cái bè rối mà người ta gọi là đi theo cái thuyết nhị nguyên hay là Manichaeism. Nói vắn tắt, cái thuyết này thì nó rất là phức tạp, nhưng mà vắn tắt nó chỉ có một vài cái điểm như vậy thôi. Điểm thứ nhất là cái thuyết này chỉ cho ông thấy một điều như thế này, là con người của ông đó, nó có hai cái gọi làm sao thế giới. Một thế giới tâm linh gọi là linh hồn, và một cái thế giới khác nó gọi là thân xác. Thân xác thì là nhà tù của linh hồn. Linh hồn thì hướng về những gì cao thượng, còn thân xác thì hướng về những gì? Những gì? Thân xác thì hướng về xác thịt. Xác thịt nó nặng nề. Trong đó có cái chuyện mà ông cứ phải phạm đi phạm lại mà đau khổ nhất, mà ông cứ vẫn nói ra là cái tội mà gọi là tội dâm dục. Ông vẫn nói về cái điều này. Thế thì làm sao bây giờ? Lúc con hướng về đời sống tâm linh thì cảm thấy linh hồn được kéo vớt lên. Nhưng mà lúc con trì vào trong cái xác thịt của con nặng nề thì con bắt đầu đi phạm tội. Thì cái thuyết này nó vẽ ra một cái chỗ như vậy, là chả bao giờ mà ông sẽ đi tìm được một cái hạnh phúc tuyệt đối cả. Bởi vì cuộc đời của ông sẽ giống y như vậy, lúc nào mà bên nào mà nó thắng thì nó kéo ông lên, còn bên nào mà nó không phải thắng nhưng mà nó đem nó kéo ông được thì nó sẽ kéo về cái phía của nó. Hay nói một cách khác, không có một cái sự hiện diện của một Thiên Chúa toàn năng, không có sự hiện diện của một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương tuyệt đối, không có. Là bởi vì nơi nào có ánh sáng thì nơi đó có gì? Bóng tối. Cho nên ánh sáng và bóng tối nó ngang nhau.
cái thuyết này là một trong những cái thuyết làm cho con người ta bị mê hoặc và làm cho con người ta sa phạm rất nhiều ngày hôm nay, vẫn có cái ảnh hưởng cách nào đó tinh vi lắm ở trong cuộc đời của chúng ta. Và nó nói với ông trong tâm hồn cái chỗ này này: một Thiên Chúa không toàn năng tuyệt đối và không yêu thương tất cả mọi sự như chúng ta tin được, thì bây giờ nếu chúng ta yêu thương cái cách của Thiên Chúa đó không thể nào có được. Cho nên là thôi hãy an chịu những gì mà mình phải trải qua. Hay nói cái khác, xác thịt nó nằm ở đấy, thôi thì cứ để nó nằm ở đấy. Hay ông nào nó mạnh thì thôi chiều nó một tí để cho yên thân, rồi thì còn đi tìm cái gì? Tìm ánh sáng. Bởi vậy lắm lúc ông mới cầu nguyện nhiều cái buồn cười lắm, mà những câu của thời gian ông bảo: lạy Chúa, hãy cho con nội lực và ý chí, hãy cho con được cuộc sống hướng về sự trong sạch, nhưng mà từ từ thôi. Ông này ông cầu nguyện kiểu vậy đấy, đơn sơ lắm. Thế nhưng mà gỡ gạt phải không ạ? À đấy, Chúa ơi đấy, chắc là anh cũng có kinh nghiệm về cái đấy đấy phải không ạ? À, Chúa thì trường anh quá sức thôi. À, chị đâu rồi? Anh ngồi đây mà chị ngồi dưới kia à? À ngồi đây à? À thế lạy Chúa tôi. Biết nhau chưa? À vậy à, biết khá khá đấy. Hy vọng là hiểu nhau nhá, hiểu nhau trong ân sủng. Thế thì chúng ta thấy nhá, với cái niềm tin như vậy đó, thì ông bắt đầu phạm vào cái chỗ này: một Thiên Chúa không thể tuyệt đối yêu thương được là bởi vì sao? Làm sao có thể tuyệt đối được? Bởi vì nếu tuyệt đối và đầy quyền năng thì sẽ làm sao? Sẽ sai biến cái sự giữ kiện, nó biến mất không còn nữa. Tức là ma quỷ và tất cả xác thịt nó sẽ không còn trong con người của mình nữa. Bằng cớ là nó còn, tức là sức lực của nó cũng gọi là xem xém hay là ngang bằng. Cho nên là vì vậy mà ông bắt đầu lại đau khổ và lại trằn trọc với nó. Tôi làm việc ở trong đại học, thỉnh thoảng ấy, tôi gặp các em sinh viên ấy. Nhiều khi cái mặc cảm về sự hiểu biết về chân lý không có. Nhiều khi cái kinh nghiệm nội tâm và cái kinh nghiệm yêu thương của Thiên Chúa không được ai dạy cho. Hay nói một cách khác, không được có cái cơ hội để được bày tỏ cho người khác. Là bởi vì sao? Nó thiếu cái nền móng của gia đình. Bởi vì cha mẹ không tạo cho cái cơ hội cho con mình nói cái ngôn từ đấy. Cha mẹ không cho mình cái cơ hội để có thể bộc lộ được cái kinh nghiệm của yêu thương đó. Thì làm sao mà nó có thể đi ra ngoài đời và nó tự tin để nó sống được cái điều đó. Cho nên mỗi khi chạm đến cái gì, lĩnh vực nào mà đụng đến tôn giáo và tinh thần, thì nó có một cái mặc cảm và nó có một cái sự thẹn thùng đứng xa xa. Và để dễ dàng nói chuyện với các bạn khác thì nó thường nói và nó khoe là I am agnostic. Agnostic nó bởi cái chữ Hy Lạp là gnosis, là hiểu biết. Nghĩa là sao? Nghĩa là có thể có Chúa đấy. Có thể có tất cả mọi sự anh tin mà tôi cũng không có chống đối anh. Nhưng mà đối với tôi không hiểu hết. Thành thử ra là thôi tôi chịu vậy. Đấy. Đó là một cái nhìn rất tinh vi. Bởi vậy khi chúng ta về nhà mà chúng ta sống không khéo, cha mẹ mà chúng ta không cho con cái mình cái ngôn từ của yêu thương và đức tin như Monica cho, và không hiểu được cái cuộc hành trình niềm tin như Agostino đã trải qua, chúng ta bị cái này. Anh chị em, mấy ngày hôm nay tôi nói, thỉnh thoảng tôi cứ phải nhảy qua nhảy lại đưa những câu chuyện để anh chị em cảm thấy nó có sự liên đới. Anh chị em có biết là khi mà chia sẻ với anh chị em là tôi đang nhảy tango với anh chị em đó. Tango thì làm sao? Nhảy lên một bước rồi làm sao nào? Xuống. Trời ơi, không nhảy đâu mà sao biết hay vậy? À. Thế thì anh chị em, mấy ngày hôm nay tôi hỏi anh chị em về này, anh chị em có để ý cái đoàn trống của Phe Phong không? Có thấy cái đoàn trống của Phe Phong không? Anh chị em có biết rằng là cái đoàn trống đó, nó không phải là đến đây á, các em nó đánh trống thật là nhuyễn, thật là hào hùng. Không phải là nó đến để nó trình diễn, để nó nói về nó đâu. Anh chị em biết cái quả của một cái đoàn trống như vậy, nó bắt đầu từ đâu không? Tôi biết. Nó bắt đầu kinh nghiệm từ một cái nhóm sinh viên rất nhỏ mà phe dẫn về Việt Nam. Tình cờ đi qua ở chỗ cung, gọi là cung vua, ở điện vua ở Huế đó, và thấy người ta trình diễn cái vở vũ ở trong điện cung vua,
thì phe rất là thích và để ý rằng là có cách nào mình có thể tập được cho các cháu. Và cái nhóm đó chỉ đi tham quan thôi. Rồi từ cái chỗ đó quay trở về, phe có ý nghĩ rằng là tại sao mình không cho các cháu đi vào, cho các em đi vào trong cái tình tự của dân tộc. Những cái gì mà nó đi tham quan ở tại Việt Nam, nó về nó sẽ không nhớ được nhiều. Nó chỉ nhớ là nóng quá, vất vả quá, khổ quá, đứa nào mà nó về nó thích đâu. Nhưng nếu nó cho nó hiểu biết một cái sứ mạng khác, đó là trong đau khổ, trong thiếu thốn, nó nhận ra một ánh mắt và hơi thở của tình người, và cho nó đập, cho nó đập với cái nhịp thở của yêu thương đó, thì phải có cách. Cho nên đã dùng những cái điệu trống đó để tập cho cái đám đó. Hồi đầu thì chỉ tập một cách đơn sơ thôi, một nhóm rất nhỏ. Mà khổ ở nhà của phe thì cái chỗ đó nó gần cái khu dân cư ở, đâu có đánh trống to như vậy. Đánh như vậy con nước nó kiện chết. À, anh chị em biết rằng là các cháu tập làm sao không? Gần một năm trời trước khi được đánh, đặt tay mình đánh trên cái trống đó đó, mỗi một Chúa Nhật cha mẹ dẫn đến đó, ngồi trong thinh lặng cầu nguyện, chia sẻ với nhau, xong rồi tập bằng cách đánh phách, lấy tay đánh trên đùi và đánh ở trên bàn. Và phải đánh thật là nhuyễn và tập như vậy trong một suốt một thời gian rất dài trước khi được tập vào trong trống. Và mỗi một năm cho phép đi về nhà, tự động phải làm lấy fundraising, tức là kiếm tiền bằng sự hy sinh của mình để trả cho cái chuyến đi của mình. Rồi tập làm việc với lại người khác, tập trở thành một con người biết yêu thương, hy sinh, dám sống và dám cho kẻ khác. Rồi nếu như cái vết dầu loang, các cháu bắt đầu đi đánh những cái nhịp trống đó, người ta thấy cái sự chú ý đến với mình thì cảm thấy hãnh diện, nhưng mà phe lại không cho ngừng ở đó. Những cái hãnh diện về mình nó chỉ là những cái gì có thể đánh lừa chính mình, mà phải quay trở lại cái humility, tức là cái sự khiêm tốn để mà nhận ra Chúa trong lòng mình. Cho nên là có một cái kỷ luật rất mới. Anh chị em biết là San Jose bây giờ cái đội trống đó đó, cái waiting list nó rất là dài, mà nó nhiều hơn là cái số trống các em có. Bố mẹ muốn cho vào cái đội đó không phải dễ. Các em đi trình diễn tất cả các nơi, nhưng mà các em đến đây đó, đến và tập làm và sống, chịu đựng hy sinh như mọi người khác, rất có kỷ luật, không bao giờ gọi làm sao phá. Nói một điều thôi là các em răm rắp làm và em ý thức. Những cái đó từ đâu ra? Nó phải có cái sự chuẩn bị và sáng tạo nơi cha mẹ. Anh chị em có biết khi chúng ta cho những đứa con của mình, những đứa bé mỗi cuối tuần đi học tiếng Việt ở trong các cộng đoàn, nó đơm mộng ở trong đó có bao nhiêu hy sinh không? Trước hết là cái hy sinh của chính anh chị em phải bỏ thời giờ và chở cháu đến đó. Thứ hai là cái hy sinh của những người phải dạy ở trong những cái lớp đó, và đôi khi trở thành những người gọi là babysitter bất đắc dĩ. Anh chị em có biết là khi anh chị em cho các cháu đi vào tham gia những cái phong trào như thiếu nhi thánh thể như vậy, tập sống cho kẻ khác bằng những cái hy sinh, bằng cái mình không thích nhưng mà đi đến với các bạn của mình, để rồi lớn lên nhớ lại những cái ngày của tuổi thơ ấu, cái lúc mà mình biết chơi, cái lúc mà mình biết phá, thì có một đứa khác đứng cạnh mình, rồi thì cuối ngày hôm đó, cái phá phách đó được kết thúc bằng một thánh lễ và được nhắc nhở dạy là hy sinh cầu nguyện trong suốt một ngày đó không? Và nếu ta biết được những việc rất nhỏ như vậy, là ta đang tập cho cháu nói một cái ngôn từ của yêu thương lớn hơn cái ngôn từ bằng tiếng Anh hay tiếng Việt mà chúng ta đang nói, mà đôi khi chúng ta sợ và thẹn thùng. Thế thì Agustino vì thiếu cái ngôn từ đó cho nên không thể nào tin tuyệt đối nơi Chúa được. Và sự giữ bắt đầu lấn át ông. Và chính những cái lúc đó làm cho ông đau khổ. Ông còn nhớ khi mà ngay cả khi mà mẹ mình đã chinh phục được mình, mà mẹ mình chinh phục được cả cái người tình mà sống ngoại hôn đó, và cái bà mà sống ngoại hôn đó sau này bà quyết định quay trở về sống cuộc sống đàng hoàng. Bà không lập gia đình thêm nữa. Bà sống một cuộc sống đạo đức để lo cho chính mình và lo cho đứa con ở với mình. Thằng bé có cái tên là món quà cho Chúa đó. Cái lời nói ngạo mạn đó bây giờ trở thành món quà, là bởi vì Agustino khi quay trở lại với Chúa thì nhìn qua con của mình để thấy được tất cả những yếu đuối của chính mình và thấy cả những cái phấn khởi lớn lên của chính mình. Có một cái mà làm cho tôi rất là cảm động mỗi lần nhớ đến chuyện Agustino là thế này. Ông mất bố của ông năm 17 tuổi. Ông khám phá ra là mẹ đã chinh phục bố mình 17 năm trong nước mắt.
và bố của ông được quay trở lại với Chúa trước khi qua đời. Thì cũng cùng một lúc đó đó, cuộc đời của ông đi qua một bữa khác, một cái ngã ngoặt khác, đó là ông sống ngoại hôn với một người đàn bà và đặt đứa tên đứa con là Adeodatus. Thì cái đứa con đó sau này khi mà mình quay trở lại và người ngoại hôn của mình quay trở lại, thì đứa con đó nó cũng quay trở lại và bắt đầu nó sống bám cạnh với ông. Và nó lớn lên trở thành món quà cho ông. Và nó nhắc nhở ông ân sủng và tội lỗi đi đôi. Nhưng mà tiếng nói của tình thương thì lớn hơn tất cả vì nó có trước. Năm nó 17 tuổi, đứa con ngoại hôn đó qua đời. 17 tuổi ông mất bố, đứa con ngoại hôn mà trở thành an ủi chính mình. Khi đúng 17 tuổi, cháu mất. Anh chị em thấy đấy. Nó có những cái hy sinh mà Chúa sẽ cho mình thấy qua những cái mất mát đó để đi vào một cách thực tế hơn trong cái cuộc đời cải hối của ông. Và cái cải hối đầu tiên ông sớm nhận ra điều này. Đó là phải nhìn ra một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương là bởi vì bóng tối hay nói cách khác sự dữ chiếm ngập ở trong thân xác của mình. Đúng lắm đấy. Đúng như tôi nói với anh chị em, nói sinh viên ngày hôm nay có thể nói là tôi không biết, hay là chối từ để mà không muốn tìm về nó vì không có vốn ngôn ngữ giàu có trong đời sống thiêng liêng để diễn tả nó. Tôi nhớ trong đại học của tôi, những cái lớp mà rửa tội thêm sức mà tôi phải dạy hết, có những em đó chỉ được rửa tội và chưa bao giờ gọi là biết đến thánh lễ cho đến khi bắt đầu đi vào dự lễ ở trong đại học và bắt đầu ghi danh để đi học xin xưng tội rước lễ và thêm sức. Khi mà tôi tiếp cận thì các em tôi mới đọc được cái lời nói của các em và thấy đau khổ, rất là đau khổ. Nhưng mà có một cái niềm hy vọng rất lớn. Tôi quý các em lắm. Và tôi có thể nói với anh chị em điều này, hãy cố gắng tập và cho con mình cái cơ hội để nó được những cái ngôn từ đó. Và dần dần ông khám phá điều này. Sự dữ vẫn tràn dẫy ở trong cuộc đời của tôi. Chẳng phải là bởi vì sự dữ đó có, là bởi vì nó được dựng nên bởi Thiên Chúa, hay là nó hiện diện song song cùng một sức lực, quyền năng như Chúa. Không phải. Có nhiều người vẫn hỏi tôi câu đó, và có nhiều em sinh viên vẫn nói với tôi chăn trở cái chỗ đó. Nếu Chúa là đứng đầy quyền năng thì tại sao mà có ma quỷ? Tại sao có sự dữ? Lắm lúc tôi bảo tại sao không con? Là bởi vì như thế này. Nếu nói mà ma quỷ tự dưng có, thì nó phải ngang bằng sức lực với Chúa, y như Agustino đi theo bẻ rối. Còn nếu như nó nói rằng là nó được dựng nên chứ không phải tự nó có, thì lại có một cái vấn đề lấn cấn khác. Nếu được dựng nên thì ai dựng nên nó? Và nếu một Thiên Chúa đầy quyền năng mà dựng nên mọi sự và nó cũng được dựng nên, vậy thì nó được dựng nên bởi ai? Bởi Chúa. Và như vậy trong Chúa cũng có sự gì? Sự giữ. Thế là bắt đầu bị lấn cấn. Thế là bắt đầu khám phá ra sự trống rỗng và sai lầm chân lý của mình. Thưa anh chị em, cuộc đời của Agustino khi quay trở lại với Chúa năm 33 tuổi, mất đứa con trai khi cháu 17 tuổi, quay trở lại và bắt đầu đi tìm từng bước để mà gặp gỡ Chúa. Và trong những lúc như vậy đau khổ lắm, ông đã nói những cái câu rất thời gian như vậy: lạy Chúa, con tìm biết và hiểu Chúa thì quá muộn màng. I have learned to love you late, but beauty once ancient but so new. Tức là vẻ đẹp đó mà Chúa ở với con đó, nó quá cũ kỹ, nó quá lâu đời, nhưng mà bây giờ con mới khám phá là thật là mới cho con. Hay nói cách khác, biết Chúa thật quá muộn màng, nhưng thả muộn còn hơn không. Và ông bắt đầu đi từng bước quay trở lại với Chúa. Và ông sớm nhận ra điều này: sự dữ không được dựng nên trong lòng nhân từ của Chúa, sự dữ cũng không có ngang bằng mà hiện diện với Chúa từ thuở đời đời, mà sự dữ là do chính sự tự do lựa chọn ngoài Thiên Chúa. Mà ông sớm nhận ra, y như kinh nghiệm ông đã làm khi còn bé đi hái những cái cây
của người khác. Sự giữ đó là sự vắng bóng Thiên Chúa ở nơi sự tự do lựa chọn của con người. Cho nên anh chị em thấy, cảm ơn anh chị em. Cho nên anh chị em nhớ nhá, sự giữ nó đầy, nó lớn lắm đó. Sự giữ nghĩa là chớ có khinh thường nó. Quyền lực nó lớn lắm đó. Đừng có mon men mà tìm hiểu nó quá mà có ngày chết đấy. Nhưng mà sự giữ nó vẫn còn thua. Thua ai biết không? À, thua Chúa là đương nhiên rồi. Thua ai? Chớ nói thua cha. Nó vẫn thua chính anh chị em. Bởi vì anh chị em có cái quyền lựa chọn hoặc chối từ ai? Chối từ, dĩ nhiên sự giữ, chối từ ai? Thiên Chúa. Khiếp chưa? Đấy, mình chưa thấy cái gọi là cái quyền của mình đâu. Ra đây cho mà xem. À, cái quyền của mình lớn lắm. Mình có cái quyền gọi là say yes hay là say gì? Say no với Chúa. Mà Chúa vẫn làm sao? Khiêm tốn làm sao? Đón nhận. Và Ngài đi tìm mình. Ngài tìm cho đến khi mình được tìm ra mà thôi. Bởi vậy Thánh Augustine sau này mới nhận ra điều đó. Và ông mới thấy là sự giữ chẳng khác đâu, chẳng ngoài đâu, là chính nơi sự tự do sai lầm. Cái mà con chọn đi đường rộng và loại trừ cái mà ta gọi là đi đường hẹp. Cái mà con chọn cái chỗ là không có một cái sự yêu thương tuyệt đối nào có. Cái mà con nói với lòng mình rằng là con có thể tự do làm bất cứ điều gì con làm và con làm hành khiển lấy chính cuộc đời của con. Cái mà ngông cuồng để con có thể nói nếu Chúa hiện diện đủ thì đây là món quà cho Chúa. Adeodatus, món quà đó là tội của con đó. Xem Chúa có làm gì con chưa. Nhưng mà quên một điều. Sự chiến thắng của yêu thương ở chỗ này, con có biết không? Con có quyền lớn lắm, nhưng mà cái lớn của con nó xuất phát từ cái yêu thương mà ra. Cho nên vì được dựng nên trong yêu thương, nên đến chết con cũng không chạy trốn cái yêu thương nó tìm con. Bởi vậy con muốn tìm chân lý là phải tìm qua ngã yêu thương. Con muốn hiểu chân lý thì con đừng biết qua cái trí chi, hay là con biết qua tính ngạo mạn ngông cuồng, hay là con biết qua cái tính gọi là kiêu căng và cái tính cố hữu lì lợm ngang bướng của con, làm khổ vợ con hay làm phiền lòng chồng con, hoặc là những lời nói đánh đá, những lời nói chì chiết mà có thể có sức tác hại trên đứa con của con. Con nên quên một, nhớ một điều, con đừng quên điều này là tình yêu dựng nên con và tình yêu sẽ chiến thắng con. Bởi vì Thánh Augustine nói điều này: lạy Chúa, Chúa dựng con nên cho Chúa, Chúa ơi, và tim của con sẽ không ngừng khao khát cho đến khi được nghỉ yên trong quả tim của ai? Của Chúa. Mà nếu Chúa có quả tim mà nhảy vào trong đó mà đập với lại cái nhịp đập của Chúa thì quả tim đó là yêu thương, và giờ giấc của nó là hiện tại, và tuổi thọ của nó là đời đời, cho đến chết cũng không chạy trốn được tình yêu. Cho nên liệu mà lo mà phạm tội đi. Chứ đừng có mà ngồi đây cứ suốt ngày nói này Chúa ơi con chả biết phải làm sao đây. Đấy, nói theo cái kiểu gọi là nói gỡ gạt như anh nói đấy. Con dốc lòng chừa cái và nhờ ơn Chúa con sẽ lánh ra dịp tội. Nhưng mà cũng tìm dịp phạm tội cho sướng à mẹ. Chớ có thách thức Chúa kiểu đó. Và ai thách thức Chúa kiểu đó, Chúa sẽ chiến thắng anh em. Và bởi vì sao anh chị em có biết không? Thiên Chúa của chúng ta mặc dù là một đấng đầy quyền năng yêu thương, nhưng mà chân lý nó ở chỗ này, nó không phải chỉ có cái lời Augustine nói thôi, nhưng mà chân lý của nó được diễn tả ngay trong phúc âm anh chị em ạ. Đó là lạy Chúa, Chúa dựng con nên cho Chúa, Chúa ơi. Và tim của Chúa sẽ không ngừng khao khát, thao thức cho đến khi được nghỉ yên trong trái tim của ai? Của con. Tim của Chúa sẽ không ngừng thao thức, khao khát cho đến khi được ngủ yên trong quả tim của ai? Của con. Vì Chúa đã thương con mà dựng nên con, nên Chúa sẽ đi tìm con cho đến khi con gì? Còn chết. Mà Chúa vẫn tìm. Có chạy đàng trời. Thánh Vịnh nói, làm sao tôi có thể
tránh xa Chúa, tôi lên trời Chúa cũng ở đấy, tôi xuống âm ti Chúa cũng ở đấy, tôi đứng Ngài ở đấy, tôi ngủ, tôi nghỉ, tôi ngồi, Chúa ở đó cạnh tôi. Chúa dài như đĩa vậy. Bởi vậy trước thánh lễ vẫn nói Chúa ở cùng anh chị em. Dứt được đâu? Có dứt được đâu? Đấy. Yêu nhau là yêu đến thế, tòn tèng với nhau đến vậy đấy. Đấy. Cho nên là cứ lo mà đi lẩn quẩn ở trong những cái tội lỗi của mình rồi lý luận. Ngày hôm nay nếu anh chị em là người thụ cảm với ân sủng, ngày hôm nay nếu anh chị em trở thành một người khiêm tốn thật sự, và làm sao con biết là con có thể sống một ngày mà không có yêu thương trong cuộc đời nếu Chúa không hiện diện, thì ngày hôm nay anh chị em hãy chấp nhận một điều: tình yêu vượt thắng tất cả, và vừa tình yêu sẽ đi tìm tất cả. Bởi vì một con Thiên Chúa làm người đã đi tìm một đứa con lạc, đã đi tìm một con chiên mà không cùng một đàn, cũng giống như một bà quá bỏ tất cả mọi sự để đi kiếm một đồng bạc mất và hy sinh làm một bữa tiệc lớn để ăn mừng, thì ngày hôm nay chúng ta có phúc vì chúng ta được ngồi ở đây ăn mừng với nhau. Ăn mừng trong cái con đường hẹp phải ngồi quạt nóng nảy hy sinh. Ăn mừng là bởi vì biết là con của mình nó vẫn gọi là có đứa thì nó đi theo đạo nọ đạo kia, có đứa thì nó đem nó bỏ lễ, chả có đi lễ bao giờ. Hay là chồng của mình thế nọ thế kia, hay là vợ của mình thế nọ thế kia, hay là ngay cả tu sĩ lạy Chúa có những lúc con cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Ngày hôm nay nói với Chúa: vậy đã sao? Bởi vì Chúa là đấng yêu thương tìm con cho đến cùng. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý ông bà và anh chị em.